Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của Bixi Minh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với một video về build cây và test cây. Đây là một cái cấu hình mà anh em yêu cầu rất là nhiều rồi. Đó là cái cấu hình mà tốt nhất trong tầm giá khoảng 5 triệu, trên dưới 5 triệu tùy nơi bán. Thì hôm nay mình sẽ chỉ test cho các bạn thôi. Bởi vì mình sẽ sử dụng một số linh kiện mà có thể nó sẽ đắt hơn so với các bạn mua ở ngoài. Nên mình sẽ test cái hiệu năng tổng thể của cái cây khoảng 5 triệu để các bạn biết được cái hiệu năng như nào, để các bạn có cân nhắc lên mua hay không. Còn tại sao nó lại đắt hơn thì bởi vì mình sẽ build một em mini PC độc lạ theo phong cách vali hột nhân các bạn nhé. Và vali hột nhân là như nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chi tiết linh kiện các bạn nhé. Và với 5 triệu thì chúng ta cũng không có nhiều lựa chọn lắm ở thời điểm hiện tại, nhất là những cái CU và những cái cấu hình ở thế hệ đời mới. Nên là chúng ta sẽ đến với linh kiện đầu tiên, một linh kiện hết sức quen thuộc, đó là RAM. Thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng được một thanh RAM DDR3 8GB như này thôi các bạn nhé. Thì với thanh RAM 8GB DDR3 này thì để các tối ưu chi phí thì các bạn có thể lựa chọn những cái loại mà nó không có tan cho nó rẻ hơn. Tuy nhiên thì giá của nó sẽ loanh quanh tầm từ 500 đến 650k tùy nơi bán, kể cả là có tan hay không có tan thì cũng có chỗ bán đắt, có chỗ bán rẻ, nhưng nó sẽ loanh quanh tầm như vậy. Và với RAM DDR3 thì các bạn sẽ chỉ sử dụng được những cái main từ đời thứ tư trở xuống thôi các bạn nhé. Vì chúng ta có ít chi phí mà. Thì với main thứ tư trở xuống thì chúng ta sẽ sử dụng main gì? Thì mình xin giới thiệu các bạn main mình sẽ sử dụng trong video clip ngày hôm nay là con MSI Z97 này các bạn nhé. Hay con này thì mình để mình làm clip cho các bạn xem con mini PC hột nhân của mình thôi. Chứ còn với các bạn sử dụng ở nhà thì các bạn nên lựa chọn H81 hoặc B85 các bạn nhé. Nhưng mà tối ưu chi phí nhất thì các bạn nên chọn H81. H81 hiện tại thì các bạn chỉ có những cái lựa chọn như là hàng tháo LED này, hoặc là hàng thanh lý văn phòng, hoặc là hàng sách tay thôi. Thì giá của nó sẽ loanh quanh tầm từ khoảng 600k đến 850k tùy loại các bạn nhé. Và cũng tùy tình trạng, cũng tùy lơi. Tuy nhiên thì với những cái main VH như này thì nó ra đời cũng khá là lâu rồi, nên tỷ lệ rủi ro nó cũng khá là cao. Nhưng mà vì chúng ta không có nhiều kinh phí nên chúng ta phải chấp nhận lựa chọn. Thì nếu mà các bạn muốn an toàn thì các bạn chọn những cái main nào mà trông nó sạch sẽ, đẹp và nó chưa sửa chữa thì là ok nhất. Nhất là những main văn phòng hoặc là main sách tay thì là ok hơn. Thì đó là về main các bạn nhé. Còn cái con main mình đang cầm trên tay này thì nó khá là đắt, các bạn không nên chọn. Với main đời thứ tư thì chúng ta sẽ sử dụng được chip cũng đời thứ tư thôi. Nhưng mà trước khi đến với chip thì chúng ta đến với một linh kiện nữa hết sức quen thuộc, đó chính là SSD. Thì chúng ta sẽ sử dụng một con SSD 120GB cho cái nhu cầu hiện tại đã. Bởi vì chúng ta chỉ có từng đấy tiền thôi thì SSD 120GB là một trong lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại, với giá thị trường đâu đó tầm từ 450 đến 500 tùy nơi bán các bạn nhé. Thì đó là về main RAM và SSD rồi. Bây giờ đến với bộ lão của PC lắm củ, đó chính là CPU. Thì để tối ưu về giá thành cũng như hiệu năng thì mình xin giới thiệu các bạn một con CPU hết sức quen thuộc, đó chính là con Xeon E3-1220V3 các bạn nhé. Tại sao mình đã giới thiệu con này? Thật ra con này mình cũng làm clip khá là nhiều rồi, nhưng mà anh em vẫn yêu cầu mình làm lại, bởi vì các bạn cứ nghĩ là sợ sau thời gian thì nó hiệu năng nó sẽ thay đổi, hoặc là các bạn những cái video cũ của mình nó chìm mất rồi các bạn không nhìn thấy. Thì với con 120V3 như này thì cái giá thị trường nó đâu đó tầm từ 850 đến 1.050.000. Con này thì giá nó rẻ nhưng mà hiệu năng của nó thì nó lại xem với con i5 đời thứ tư, như kiểu con 4560 này, hoặc là con 4460, hoặc là con 4570. Nói chung nó xem như vậy, bởi vì nó có 4 nhân thật và 4 luồng thật các bạn nhé. Nó chỉ thua con i5 là nó không có GPU tích hợp thôi, và xung thì nó thấp hơn. Hiệu năng chơi game thì nó sẽ thấp hơn vài FPS so với con i5. Thế nhưng mà với giá thành thì nó là lựa chọn tốt nhất trong giá thành ở thời điểm hiện tại. Các bạn có thể mua con 1230V3 cũng được, nhưng mà nó sẽ đắt hơn một chút. Con đấy nó có 4x8 luồng giống con i7. Thế nhưng mà con này là một trong lựa chọn ok nhất ở thời điểm hiện tại. Còn nếu các bạn có điều kiện thì các bạn nên mua i5. Thì đó là về CPU và main chip. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một linh kiện nữa hết sức quan trọng để các bạn có thể chơi được game ở thời điểm hiện tại, thì đó chính là Vega. Và một con Vega có thể nói là quốc dân, tuổi thọ và sức mạnh của nó có thể là bá nhất ở thời điểm hiện tại. Vì sao? Bởi vì nó trường tồn với thời gian. Đó chính là con Vega mình đang có trên tay này, con 750T 2GB nha. Thì con này nó bá đạo ở chỗ là bởi vì nó có một cái hiệu năng rất là ổn, ngon, để các bạn chơi được hầu hết các tựa game ở cái mức setting từ trung bình đến thấp, mà không phải cao, nhưng mà hiệu năng của nó thì đáp ứng được rất là nhiều game, và cái độ bền của nó cũng tốt.
Mình nhớ là mình có những cái con, ví dụ như cái con 3 triệu hôm trước cũng có con 750T 2GB, 2GB và 2 fan ấy. Thì con đấy rất là bền luôn. Và giá của nó thì nó cũng không phải là quá đắt và nó cũng dễ mua hơn so với những cái mã khác. Thì với con 750T này ở thời điểm hiện tại nó có giá thị trường đâu đó tầm từ 1 triệu 8 đến hơn 2 triệu tùy nơi bán, tùy mã các bạn nhé. Như con 750 1GB như mình đang cầm trên tay này thì là cái mã rẻ nhất trong cái chắc các cái mã 750T khác, vì nó chỉ có một fan thôi. Thế nhưng về hiệu năng tổng thể thì nó cũng không lệch với so với con 2 fan là mấy cả. Tuy nhiên thì với con 2 fan này nhìn nó vẫn thích hơn, nó vẫn hầm hố hơn, nó vẫn gaming hơn, nó mát hơn và hiệu năng nó cũng hơn một chút. Thì đấy là tùy lựa chọn của các bạn tìm như thế nào cho nó phù hợp với nhu cầu của mình. Đó là toàn bộ những cái linh kiện của MPC 5 triệu của chúng ta. À còn một linh kiện nữa đó chính là nguồn. Thì với cái cấu hình như hiện tại như này thì chúng ta chỉ cần một con nguồn 400W công suất thực là nó có thể kéo một cách hoàn toàn ngon lành, cả các bạn yên tâm cài kéo game thoải mái. Còn với video clip mà chúng ta ngày hôm nay là em mini PC phong cách hột nhân thì vali hột nhân của chúng ta đâu? Thì xin giới thiệu các bạn, vali hột nhân của chúng ta đây các bạn nhé. Đấy, trời, hoành tráng không? Và để biết chi tiết hơn thì chúng ta sẽ lại gần đây các bạn nhé. Đó, xin giới thiệu các bạn, đây là toàn bộ cái phần nội thất phía trong của em vali hột nhân của chúng ta. Thì đây là một trong những cái con mini vỏ mini PC hột nhân tự chế của bạn là Trung Đặng, bạn ấy chế xong rồi bạn ấy gửi ra cho mình. Đấy, bên dưới này là phần nguồn các bạn nhé, bên dưới này là phần nguồn này. Đấy, chúng ta có thể kéo này lên. Đấy, nhấc lên để đưa nguồn với cả ổ cứng ở phía dưới này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Có cả quạt, các tản nhiệt các thứ. Thế là đây là một phiên bản tự chế nên là trông nó không phải là chỉnh chu và lụt là lắm. Thế nhưng mà nó độc lạ các bạn nhé. Đấy, gấp vào xách đi. Đấy, bạn đã chế luôn cả bi ở dưới chân này. Đấy, để chúng ta có thể chuyển tiện di chuyển này. Đấy, thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ lắp toàn bộ em mini PC vào đây để xem trông nó hình thức nó sẽ như thế nào các bạn nhé. Nhưng mà hơi giả các bạn này. Đấy, dây nguồn này ở đây nhá. Nhưng mà cái nguồn của con main ấy thì lại nằm tít ở đây này. Đấy, các bạn nhìn ra. Đấy, cái nguồn của con main nằm tít đây. Trong khi dây nguồn ở đây thì ngắn quá này. Không tới được rồi. Cái này chắc là mình phải để kiếm cái dây nối dài thôi. Các bạn chờ một lát nhá. Mình có một cái dây nối dài này. Đấy, chắc này vừa. Đấy, cái da mà tông màu xanh nước biển giống như này thì đẹp hơn. Nhưng mà thôi. Có còn hơn không các bạn ạ? Các bạn thấy ok chưa? Bây giờ còn công tắc. Đấy, công tắc thì mình đã khoan sẵn một lỗ to hơn để ở đây này. Vì công tắc chúng ta sẽ sử dụng công tắc của vali hột nhân. Đấy, các bạn nhìn chưa? Bấm một cách nó đỏ luồm lên. Thế là nó sẽ giống các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn chưa? Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc lắp đặt này. Đấy, nút bấm hạt nhân của chúng ta đây là ít trời. Đó, bây giờ còn thiếu một vấn đề nữa, đó chính là VGA. VGA chính là thẻ. Đấy, khi mà các bạn cắm thẻ vào đây. Đấy, cắm thẻ lạnh vào đây các bạn bấm. Đấy, thì lúc ấy mới hoạt động phải không các bạn? Bởi vì thật ra chúng ta đóng lại này. Đấy. Thì nó hơi vướng một tí các bạn ạ. Chính là có con cạc lùn ấy thì nó sẽ ok hơn là cái cạc to như này. Cạc to này chúng ta không thể đóng được. Nên là con này chúng ta sẽ lắp thêm sau khi chúng ta chơi các bạn nhá. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đóng lại hoàn chỉnh em vali hột nhân của chúng ta này. Đấy. Lên đường. Đó, ok, xin giới thiệu các bạn, đây chính là em mini PC vali hột nhân của chúng ta. Đó, các bạn nhìn chưa? Đẹp không? Đấy, nói chung là trông thì nó có vẻ hơi thô sơ nhưng mà nó độc lạ phải không các bạn? Lút hột nhân của chúng ta đấy, kích hoạt tên lửa hạt nhân. Rồi. Chúng ta sẽ xem cấu hình trước khi đến với các bài test nha. Intel Xeon E3-1230V3 này, 4x8 luồng này. À quên, 4x4 luồng. Xung đang là 3.1GB à. RAM là 8GB à. Bên là Z97 à. Graphic là 750T 2GB. Ok, chúng ta sẽ đến với một vài bài test nha. Chúng ta đang đến với GTA 5 các bạn nha. Trên em PC 5 củ vali hột nhân. Các bạn có thể đi mức FPS ngon không? Cái này mình đang để lo mờ đây các bạn. Lo mờ nhìn FPS cho nó đẹp. Thật ra các bạn để VLA2 cũng được. Thế nhưng mà để nó mượt mà và nhìn FPS ngon thì chúng ta để lo mờ này thôi. Chủ yếu là chúng ta chơi game ngon lành thôi, chứ còn cái số FPS thì thật ra mình bật để mình test cho các bạn nhìn, chứ còn các bạn chơi ở nhà các bạn không bật thì cũng chả ảnh hưởng đâu. Các bạn chủ yếu là
thấy được game mượt mà, không drop, không delay là được các bạn nhé. Nhiệt độ CPU GPU thì mát quá, bởi vì hôm nay cũng rét các bạn. CPU hoạt động 99%, GPU 99% luôn. Nói chung là cân kèo các bạn nhé, chạy rất là ok, mượt mà với GTA 5, một trong những tựa game đang rất là hot. Quá ok, chúng ta sẽ sang một cái tựa game khác nhé. Chúng ta đang đến với World Tank các bạn nhé, với bản SD Ultra các bạn nhé, chưa phải là HD Ultra đâu. SD Ultra là này cũng là ngon này các bạn này. Đấy, FPS 50. Sang trò này thì CPU hoạt động khá là nhẹ nhàng, 40% thôi. Chỉ có GPU thì hoạt động cao. 99%. Con hàng này. Đấy. Nói chung là với những cái tựa game như này thì các bạn cứ để cái mức setting từ trung bình đến thấp là trải nghiệm một cách ngon lành nhé. Cấu hình thì nó không phải là quá mạnh đủ để các bạn chơi thôi, nên các bạn đừng ham hố về setting. Cứ để thế nào để cho nó chạy mượt mà nhất là ok các bạn nhé. Và với 5 triệu thì các bạn nè, trải nghiệm được rất là nhiều game như thế là quá ok rồi các bạn. Chúng ta sẽ lại sang game khác để test cho nó chuẩn các bạn nha. Úi giời. Chúng ta đang đến với Tomb Raider các bạn nha, trên em mini PC Vali hột nhân. Với mức setting mình đang đây là low setting. Để low setting là nhìn FPS cho nó đẹp các bạn nhé. Bởi vì cái con game này nó cũng ăn đồ họa khá là nhiều. Con 750p thì không phải là con quá mạnh, chỉ đủ để chúng ta chơi một game một cách là ngon lành thôi. Nên là chúng ta không ham hố thì setting cao cả. Để các bạn có thể thấy là nó hoạt động 100% công suất rồi, mà ăn có 30 watt điện. Cấu hình này ăn điện quá ít, cả CPU và GPU chưa đến 100W, thì các thứ linh tinh nữa chắc là tầm khoảng 200W, nên là 400W là ok các bạn nhé. FPS khá là ngon luôn, 5-60. Nhiệt độ CPU và GPU cũng rất là ok. Nói chung là setting như này là ngon các bạn nhé, chơi một cách thoải mái, chỉ không được setting cao thôi. Chúng ta lại sang game khác xem sao nha. Chúng ta đang đến với PUBG Mobile các bạn nhé, trên con PC Vali hột nhân. Đấy. Lâm củ là các bạn phải mua bên thường nha, bên của mình thì không được đâu. Đấy, nhưng các bạn có thể thấy là PUBG Mobile thì chạy quá là mượt mà luôn. FPS 60 kìa. Đấy. Nhiệt độ CPU GPU rất mát và hoạt động cũng khá nhẹ nhàng. Sang cái game này thì con 750T của chúng ta đang tỏ ra khá là thừa thãi, vì hoạt động có mười mấy phần trăm thôi. Có CPU thì hoạt động khoảng 60%. Nói chung là rất là mượt mà để các bạn có thể trải nghiệm mà. Tất cả những cái game đang khá là hot. Tất nhiên là setting không cao, nhưng mà đủ để các bạn có thể trải nghiệm một cách ngon lành, thoải mái mà không phải lo nghĩ quá nhiều. Thì đó chính là cái cấu hình 5 củ, có thể nói là mạnh nhất tầm giá. Các bạn chiêm ngưỡng lại em mini PC Vali hột nhân. Đấy, chà. Bao độc lạ. Đấy, chà. Các bạn nhìn chưa? Đấy. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.